vô cùng đau xót trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại các đại sứ quán Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản và Liên bang Đức, các đại sứ, nhân viên đại sứ quán, người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước bạn cùng các tổ chức nước ngoài đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và tổ chức lễ viếng nguyên Thủ tướng. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và điểm lại những cống hiến to lớn của nguyên Thủ tướng. Từ 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3, đã có đại diện các cơ quan ngoại giao các nước Philippines, Malaysia, Latvia, Séc, Nhật Bản, Campuchia, Trung Quốc, Brunei, Thái Lan và đại diện một số tổ chức ở Ấn Độ đến viếng và ghi sổ tang. Cũng trong sáng 20 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang đón tiếp các bạn bè Malaysia, đại diện đại sứ quán các nước, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình trong đại sứ quán, các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Malaysia cùng các tổ chức cá nhân bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Nhiều đoàn quốc tế đại diện cho đại sứ quán các nước tại Malaysia đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó đại sứ của Campuchia, Namibia, Gambia, Venezuela, Đông Timor, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quan chức ngoại giao của các nước. Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Malaysia được tổ chức trong hai ngày 20 và 21 tháng 3. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các bạn bè Nhật Bản, đại diện ngoại giao đoàn, cán bộ, nhân viên, thân nhân các gia đình trong đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Nhật, cùng các tổ chức cá nhân bà con cộng đồng người Việt đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã điểm lại những đóng góp to lớn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong ngày đầu mở sổ tang, đã có nhiều đoàn khách Nhật Bản, quốc tế và bà con kiều bào Việt Nam tới viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 để tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế và kiều bào lân cận đến tiễn biệt người lãnh đạo đất nước đáng kính. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng gia đình và đông đảo đại diện cộng đồng, các hội đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đức đã tham dự lễ viếng. Trong giờ phút đầy tiếc thương và xúc động, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng tập thể Đại sứ quán, cộng đồng người Việt, các hội đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đức đã cùng nhau hướng về Tổ quốc, thắp hương và kính cẩn nghiêng mình để tưởng nhớ và vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải, một nhân cách lớn, một trí tuệ lớn của nhân dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã mở sổ tang trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 để đại diện nước sở tại và đại diện ngoại giao đoàn tại Đức đến viếng đồng chí Phan Văn Khải.